Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là hai ngày nghỉ cuối tuần cũng đã dần khép lại và chúng tôi hy vọng rằng là hai ngày nghỉ đó, thời gian đó của quý vị sẽ ý nghĩa và hữu ích hơn với những thông tin mà chương trình chào buổi tối của chúng tôi mang lại. Và chương trình ngày hôm nay, ngày 22 tháng 11 thì hứa hẹn cũng sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý. Tôi là Lưu Phước. Còn tôi là Vi Dung. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chào buổi tối ngày hôm nay. Một số địa phương tạm dừng kế hoạch xây trụ sở hành chính hàng nghìn tỷ đồng trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp và đời sống người dân thì còn nhiều khó khăn. mua bán kháng sinh không cần đơn sử dụng kháng sinh tùy tiện những thói quen này của người Việt Nam đang biến kháng sinh trở thành thứ gây hại hơn là chữa bệnh nhóm hacker anonymous phát hiện âm mưu tấn công khủng bố hàng loạt của is nhằm vào nhiều quốc gia từ châu Âu cho tới, tới châu Á và các cuộc tấn công là dự kiến sẽ diễn ra trong ngày chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với những thông tin nổi bật diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 11. Ngày hôm qua sau khi bắt đầu tháo dỡ phần xây dựng ngoài giấy phép của tòa nhà 8B Lê Trực thì đại diện của chủ đầu tư công trình đã ngỏ ý là xin hiến phần xây dựng vi phạm tại tòa nhà này cho nhà nước thay vì phải phá bỏ. Tuy nhiên trao đổi với phóng viên chào buổi tối và ngày hôm nay, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sĩ Liêm cho biết là pháp luật không có quy định nào cho phép làm như vậy. Không đồng tình với đề xuất mà chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đưa ra, ông Phạm Sĩ Liêm cho rằng đây chỉ là cách ngụy biện để không phải bỏ ra một số tiền lớn nhằm khắc phục những vi phạm trong việc xây dựng sai phép. Cũng theo ông Liêm thì kể cả là dự án của nhà nước nếu sai phạm thì cũng phải thực hiện khắc phục chứ không nói gì đến dự án của tư nhân. Nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng lo ngại nếu đề xuất hiến phần sai phạm cho nhà nước được thông qua thì có thể sẽ phát sinh những tiêu cực và tạo ra tiền lệ xấu cho những công trình vi phạm tương tự về sau. Bên cạnh đó thì kiến trúc cảnh quan ở khu vực này sẽ bị phá vỡ. Trước đó thì trong quá trình thực hiện phá rỡ phần tum của tòa nhà thì đại diện chủ đầu tư cho rằng là việc hiến uh, diện tích xây dựng vi phạm cho nhà nước để sử dụng và những việc có ích cho xã hội sẽ tốt hơn là phá bỏ vì sẽ tránh được thải ra môi trường một lượng rác thải xây dựng khổng lồ, trong khi thành phố Hà Nội thì vẫn đang cần thêm rất nhiều diện tích nhà ở. Ngày hôm nay trao đổi với phóng viên chào buổi tối, lãnh đạo của nhiều địa phương như là Cần Thơ, Nghệ An hay là Khánh Hòa đều cho biết sẽ dừng xây dựng trụ sở hành chính nghìn tỷ đồng. Vấn đề này từng nhận được nhiều ý kiến phản đối từ dư luận trong thời gian vừa qua. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cần Thơ xác nhận khi nào có đủ điều kiện nguồn lực thì mới xem xét đến việc xây dựng. Trước đó vào đầu năm 2015, Cần Thơ đã quy hoạch đất xây dựng trung tâm hành chính mới với kinh phí dự kiến xây dựng khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ một nửa. Còn tại tỉnh Nghệ An, từng có ý định xây dựng trung tâm hành chính tập trung với tổng kinh phí gần 2.200 tỷ đồng. Ngày hôm nay, ông Hồ Đức Phước là bí thư tỉnh ủy Nghệ An cho biết địa phương mới có bản vẽ, quy hoạch, chưa đầu tư dự án nên khi có quyết định của Thủ tướng thì cũng đã dừng luôn. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh chủ tịch tỉnh này cho biết là còn chờ thường vụ tỉnh ủy họp và thống nhất rồi mới đưa ra quyết định. Trước đó chương trình chào buổi tối từng đề cập đến hàng loạt địa phương có kế hoạch xây dựng trụ sở hành chính nghìn tỷ đồng, trong khi trụ sở cũ vẫn còn khang trang hoạt động tốt, hoặc thậm chí có địa phương vẫn phải xin cứu đói như là Nghệ An nhưng vẫn muốn có một trụ sở hành chính hoành tráng liên quan đến một sự việc khi hữu đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua, đó là việc chê chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhìn cái mặt kinh kiệu trên Facebook mà bị phạt tới 5 triệu đồng. Nhiều luật sư cho rằng là người bị phạt trong trường hợp này là giáo viên Lê Thị Thủy Trang và nhân viên điện lực Huỳnh Nguyễn Huy Phúc hoàn toàn có thể khởi kiện lại bởi vì biên bản xử phạt mà cơ quan chức năng đưa ra cũng có quá nhiều vấn đề. Và trao đổi với chương trình chào buổi tối ngày hôm nay 22 tháng 11 thì chị Thủy Trang cho biết là hiện sự việc vẫn chưa ngã ngũ và chị chưa có ý định khởi kiện. Một số luật sư nhận định là theo biên bản của đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, những trường hợp trên vi phạm quy định về quản lý sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng, nhưng mà quyết định xử phạt hành chính thì lại xử về hành vi là cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ sử dụng thông tin số. Điều đáng lưu ý nữa là các biên bản không nêu ngày giờ xảy ra hành vi vi phạm hành chính và trong các biên bản thì còn bỏ trống phần người chứng kiến. Đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật thì các luật sư cho rằng nếu các trường hợp này thấy bị oan và không đồng ý với quyết định xử phạt hành chính của đoàn thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh An Giang thì có quyền khiếu nại đến Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh An Giang hoặc có quyền khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của đoàn thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên trao đổi với chào buổi tối thì giáo viên Lê Thị Thủy Trang cho biết là hiện nay sự việc vẫn chưa ngã ngũ vì vậy chị chưa có ý định khởi kiện. Người Việt Nam chúng ta thì vẫn bị xem là có năng lực phản biện thấp, ít khi dám đưa ra chủ kiến cá nhân và lâu nay thì trong giáo dục chúng ta vẫn khuyến khích việc dạy trẻ nói lên quan điểm của mình. Thế nhưng như trong trường hợp này thì không phải là quan điểm cá nhân được khuyến khích và còn bị xử phạt, thậm chí là một số đơn vị tại chính An Giang thì đang ban hành các văn bản cấm giáo viên học sinh bình luận trên Facebook. Việc định hướng người sử dụng Facebook một cách có văn hóa là cần thiết, nhưng cấm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nó không chỉ đi ngược lại với quan điểm khuyến khích mọi người có thể thể nói lên ý kiến cá nhân của mình mà còn có thể coi là vi phạm quyền tự do ngôn luận và cũng liên quan đến vụ việc này thì một số đại biểu quốc hội còn cho rằng nếu như mà cứ nêu ý kiến là bị xử phạt như vậy thì người dân sẽ không dám nói hay là đụng chạm gì tới các vị lãnh đạo và những người có chức có quyền à, vậy thì còn gì là lãnh đạo thì phải nghe dân nữa vương và cũng liên quan tới việc là bày tỏ quan điểm hay là ý kiến cá nhân thì những ngày qua thì có một câu chuyện về một talk show được phát trên youtube thì cũng đang gây ồn ào ở trên mạng xã hội tôi thì không tiện nhắc tên cái talk show này ở đây vì có thể là bị cho là PR cho cái talk show này nhưng mà có thể nói qua là cái talk show với ba người dẫn đều là những người khá nổi tiếng này thì đang bị chỉ trích gay gắt là luôn bới móc đời tư vạch lá tìm sâu đủ thứ mọi chuyện ở trên đời của hàng loạt các ngôi sao tôi thấy là cái talk show này thì được coi là rất là thành công khi mà họ đã đánh trúng cái tâm lý của công chúng hiện nay ở hai điểm thứ nhất là thích nghe buồn chuyện và thứ hai là thích tìm hiểu về đời tư của những người nghệ sĩ tuy nhiên thì cái talk show này đến thời điểm này thì theo đánh giá của rất là nhiều người thì nó đã đi quá giới hạn rồi và thậm chí đến khi mà có cả ý kiến của cơ quan quản lý đang nghi ngờ về cái tính hợp pháp của cái chương trình này mặc dù là không phát ở trên truyền hình mà chỉ phát ở trên youtube thôi và rõ ràng là chúng ta hoàn toàn mỗi người có quyền để thể hiện cái ý kiến cá nhân của mình nhưng mà thể hiện đến đâu bày tỏ bình luận đến đâu thay vì việc là chúng ta đi xúc phạm hay là xin nhục người khác ở trên cộng đồng mạng ở trên những cái trang xã hội như vậy và riêng quay trở lại với câu chuyện về trường hợp cô giáo ở an giang thì Được. chúng tôi nghĩ chúng ta nghĩ rằng là cái việc là nói một ai đó mặt kênh kiệu thì không là một cái điều gì đó mang tính xúc phạm cả vâng à, chúng ta đều biết đó là thóc sâu thì có nhiều thể loại và có nhiều những cái nội dung khác nhau à, cái điều này thì cũng đã được chia sẻ nhiều ở trên các trang báo à, và à, những cái nội dung ở trong thóc sâu thì cũng có rất là nhiều ví dụ như là những sâu nổi tiếng ở thế giới như là những sâu truyền hình của Mỹ à, Oprah Winfrey à, được đánh giá là có tầm ảnh hưởng rất là lớn khi mà mang lại niềm cảm hứng sống kiến thức hay là sức mạnh cho hàng trăm triệu phụ nữ trên thế giới ngoài những sâu như kể trên thì còn có những sâu truyền hình mà người phương Tây vẫn gọi là Trust TV À, hay còn gọi là tv rác rưởi à, sâu lá cải thì đó là những chương trình talk show mà khán giả à, khách mời tố cáo nhau vì ngoại tình này không nhận con này có khi là đánh nhau trên sân khấu những chương trình ngồi bình luận thì các ngôi sao nào mặc xấu yêu ai hay là bỏ ai à, lên bao nhiêu cân làm gì ở những cái trốn công cộng à, những chương trình này thì được tạo ra để dành riêng và cũng là chiếu ở những giờ dành riêng cho những đối tượng thất nghiệp ở nhà không có việc gì để làm nó không mang lại bất kỳ một giá trị tích cực nào cho à, cuộc sống thậm chí là nó còn giúp truyền đi những hành xấu và những năng lượng tiêu cực đến cho người xem. Vâng, ừ, chị ví dụ vừa nói đến việc là năng lượng tiêu cực thì tôi cũng có được đào tạo qua được một cái lớp về quản trị thì được biết rằng là ví dụ hàng ngày chẳng hạn khi mà chúng ta đi làm về thì sẽ luôn luôn kêu với lại mọi người rằng là hôm nay đi làm về rất là mệt rất là căng thẳng và thầy giáo của tôi thì có nói là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta đi làm về với lại một cái cảm cảm xúc nó tệ đến như vậy là bởi vì là có thể trong ngày chúng đó chúng ta ngày hôm đó chúng ta đã tiếp nhận vào cơ thể của mình vào con người của mình rất nhiều cái năng lượng tiêu cực năng lượng tiêu cực đó ở đâu ra thì đó là những cái năng lượng đến từ những cái thông tin và những cái bài báo mang tính ví dụ như là cướp giết hiếp hay là những cái bài lá cải như vậy thì nó chứa đựng rất nhiều những năng lượng tiêu cực nếu chúng ta đọc nhiều tìm hiểu nhiều về nó thì à. chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy mệt mỏi mà thôi và quay trở lại với câu chuyện như chị vi dung vừa nói thì đành rằng là ở thời đại của chúng ta thì chúng ta phải biết chấp nhận những cái tư duy và những cái sự khác biệt À, đặc biệt là khác biệt về quan niệm về văn hóa tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải có những cái, cái mẫu số chung có những cái gọi là ứng xử chung trong gọi là văn hóa ứng xử hãy tưởng tượng một ngày nếu mà chính, chính tôi hay chị vi dung hay những cái người mà đang đi nói xấu người khác chẳng hạn chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những cái trò sinh nhục online đó thì mọi chuyện sẽ như thế nào và bản thân của mỗi người chúng ta thì luôn luôn có sự lựa chọn và chúng ta lựa chọn những thông tin để tiếp nhận hàng ngày thì sẽ giúp chúng ta có một ngày tích cực hơn hay là một ngày tiêu cực hơn Sáng Chủ nhật đẹp tạm gác chuyện sụt mất béng 8kg sau mổ mà đi trả đá cà phê với bạn bè đổi không khí một chút thì còn gì bằng. Vâng đó là lời tâm sự của nam ca sĩ Trần Lập ở trên trang Facebook cá nhân của mình sau khi đã vượt qua cuộc phẫu thuật ung thư trực tràng. Ngay lập tức thì nhiều người hâm mộ đã chúc mừng và chia sẻ niềm vui với tác giả của Đường đến ngày vinh quang. Ca sĩ Trần Lập chia sẻ với bạn bè và người hâm mộ việc anh đã rời bệnh viện và về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tin vui mà anh chia sẻ này được hơn 20.000 lượt thích, trong đó có các nghệ sĩ như là Hồ Ngọc Hà, Bùi Thúy Hạnh. Hiện Trần Lập đang chờ phát đồ xạ trị và hóa trị cụ thể từ các bác sĩ trước khi bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến với bệnh ung thư. Trong bức ảnh được đăng trên Facebook sáng nay, trong gương mặt của Trần Lập có chút gầy hơn khi xuất viện, anh sụt khoảng 8 đến 9 kg và hiện cân nặng là hơn 50 kg. Dù phải đối mặt với bệnh nặng, anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vốn có của một rocker. Trước khi trải qua cuộc phẫu thuật ung thư trực tràng hôm mùng 6 tháng 11, Trần Lập chia sẻ trên trang cá nhân về rất nhiều dự định còn dang dở để dưỡng sức chuẩn bị cho việc điều trị. Mới đây thủ lĩnh nhóm bức tường cũng cho biết có thể sẽ phải bán đi những vật dụng đồ chơi và những chiếc mô tô thân thuộc để có kinh phí chữa trị, nhưng anh cũng tự tin là mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Sau khi đăng tải video tuyên chiến với phiến quân IS, thì nhóm hacker nguy hiểm nhất thế giới là Anonymous cho biết là họ đã phát hiện ra kế hoạch khủng bố hàng loạt của IS trên phạm vi toàn cầu và dự kiến là các vụ tấn công sẽ được thực hiện trong ngày hôm nay 22 tháng 11. Anonymous cho biết là họ đã phát hiện thông tin về các cuộc tấn công của IS tại Paris, Pháp cũng như các địa điểm ở Mỹ, Indonesia, Italia và Liban. Tất cả dường như là sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 22 tháng 11. Các địa điểm cụ thể được IS lên kế hoạch tấn công bao gồm nhiều khu vực tại thủ đô Paris của Pháp, khu Atlanta thuộc tiểu bang Georgia của Mỹ, thành phố Milan của Italia, đại học Pastoran ở đây thuộc nước Cộng hòa Liban, Indonesia và nhiều nhà thờ Công giáo trong ngày lễ Chúa Kitô Vua. Anonymous thì cho biết là việc công bố danh sách các địa điểm có thể trở thành mục tiêu của IS nhằm đảm bảo rằng là toàn thế giới hoặc ít nhất những người tới tham dự các sự kiện biết là có mối đe dọa tiềm tàng và việc ngăn chặn các cuộc tấn công có thể khiến IS mất phương hướng trong một thời gian. Một tuần sau khi xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Paris của Pháp khiến hàng trăm người thương vong, rất nhiều người dân Paris đã cùng nhau đăng ký và theo học các lớp đào tạo sơ cứu để đối phó với những cuộc tấn công khủng bố. Các lớp sơ cứu có sự hỗ trợ và hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ Pháp, do đó rất nhiều cư dân Pháp đã cùng nhau đăng ký tham gia với hy vọng sẽ có thể đối phó với những điều không hay xảy ra. Rất nhiều thành viên trong lớp học chia sẻ, khi chứng kiến những nạn nhân bị thương trong vụ khủng bố, họ đã không thể làm gì để giúp đỡ những người xấu số. Lớp học có sự tham gia của rất nhiều các thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau và không phân biệt giới tính. Theo số liệu thống kê của Hội chữ thập đỏ Pháp, 47% dân số quốc gia này đang được đào tạo về sơ cứu. Tiếp tục với một thông tin rất thú vị. Ngày hôm nay, trang Shanghai đưa tin là một người đàn ông ở Trung Quốc thì đã phải dùng một chiếc xe tải để chở số tiền là 400.000 nhân dân tệ để đi mua nhà. Người đàn ông này họ cao sống ở tỉnh Sơn Đông miền đông Trung Quốc đã phải thuê một chiếc xe tải để chở số tiền 400.000 nhân dân tệ tương đương với khoảng 1,4 tỷ đồng để mua một căn nhà mới trong một khu đô thị mới xây dựng. Sau cuộc đàm phán thì chủ xây dựng đã đồng ý để ông Cao thanh toán theo hình thức tiền mặt Tuy nhiên thì do các đồng tiền chỉ có mệnh giá là từ 0,5 cho đến 1 nhân dân tệ nên tất cả 9 thùng tiền to thì đã được xếp và mang đến. Và kết quả là ngân hàng thì đã phải cử thêm nhiều nhân viên đến để tiến hành kiểm đủ số tiền ở trên xe tải nói trên câu chuyện của người đàn ông này thì đã khiến cho chúng ta lại nhớ đến vấn đề lạm phát ở một số quốc gia như là ở Zimbabwe. Năm 2008 thì lạm phát hàng tháng ở Zimbabwe đã đạt mức là 3,5 triệu phần trăm. Do đó mà một quả trứng có giá là 50 tỷ đô la Zimbabwe, giá một ổ bánh mì thì tương đương với giá của 12 chiếc ô tô mới cứng 10 năm trước đó. À, gần như là cứ 25 tiếng thì giá cả tăng gấp đôi một lần, khiến cho Zimbabwe thì trở thành nước có tỷ lệ siêu lạm phát tồi tệ thứ hai trong lịch sử thế giới. Sau Hungary thời hậu chiến và cũng trong năm 2008 thì Zimbabwe đã phát hành tờ tiền có mệnh giá cao nhất ở mức là 100.000 tỷ đô la nhưng mà cũng chỉ đủ để mua vé xe buýt tuần vâng và những đồng tiền với mệnh giá siêu lớn như thế thì đã được đưa về việt nam để làm uh, quà hay là làm tiền mừng tuổi uh, trong một vài năm vừa rồi ngoài ra thì tính đến thời điểm hiện tại thì venezuela cũng là một trong những đất nước có mức lạm phát thuộc hàng cao nhất trên thế giới quốc gia nam mỹ thì đang gặp phải vấn đề trong việc huy động đồng đô la mỹ để có thể nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu do đó thì uh, uh, tỷ giá chính thức người dân venezuela phải mua một chiếc iPhone 6 với giá là hơn 47.000 đô la Mỹ tức là hơn 1 tỷ đồng một chiếc điện thoại iPhone 6. Nguyên nhân gây ra tình trạng này đó là mức lạm phát ở mức cao và nguồn hàng khan hiếm. À, vâng vừa rồi là phần điểm tin tức từ sáng đến tối của chúng tôi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát và chúng tôi sẽ trở lại ngay. Thưa quý vị chúng tôi xin được mở đầu câu chuyện tối nay của chúng tôi bằng một cái câu chuyện mà của chính gia đình của vi dung đó là thời tiết những ngày vừa qua thì đã có những cái sự thay đổi và chúng ta đều đã biết rồi và tôi thì có một cháu nhỏ trong thời gian vừa qua đã phải uống kháng sinh theo đơn của một chị bạn mà con của chị ấy thì cũng có những cái triệu chứng tương tự giống như là con tôi và mấy ngày liền thì không khỏi tôi đã phải đưa cháu đi khám ở bệnh viện nhi và khi mà bác sĩ đã hỏi tôi là đã cho con dùng cái loại kháng sinh nào chưa thì tôi đã nói là đã dùng tạm À, một cái loại kháng sinh nào đó rồi, thì vị bác sĩ này đã ngay lập tức hỏi tôi là à, chị có biết kháng sinh sẽ phản bội chị không? À, câu hỏi này thì đã khiến gần một tuần nay tôi thực sự là rất là có nhiều cái suy nghĩ ở trong đầu, bởi có lẽ là rất nhiều bậc làm cha làm mẹ giống như tôi à, khi mà con của mình ốm là sẽ ngay lập tức cho con dùng một cái loại thuốc theo thói quen hoặc là có thể nghe người này hay là người kia à, khuyên bảo cái loại thuốc đó. À, vâng, đó là cái câu chuyện riêng của tôi. Còn quý vị thì chắc hẳn là nhiều người cũng có thói quen là cứ ốm là tự ra hiệu thuốc để mua thuốc ở à, trong đó thì có cả các loại kháng sinh thay vì là đến bệnh viện để khám à, nếu đúng là như thế thì có thể là quý vị đang tự làm hại mình bởi vì kháng sinh có thể được coi là một con dao hai lưỡi Tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh đã ở mức báo động và buộc tổ chức y tế thế giới phải kêu gọi các nước cùng chung tay để phòng chống kháng thuốc và trong đó thì có Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta đang ở trong tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc với chủ đề không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa. Và chúng ta sẽ cùng dành toàn bộ thời lượng của chuyên mục chuyện tối nay để nói về câu chuyện sử dụng thuốc kháng sinh ở Việt Nam, nơi mà kháng sinh có thể được mua dễ dàng như là mua một mớ rau và vi dung xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn vũ trung là phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương trưởng bộ môn vi sinh của trường đại học y hà nội vâng rất cảm ơn phó giáo sư vì đã đến tham gia cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay à, vâng thưa quý vị trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời quý vị cũng như là vị khách mời của chúng tôi à, cùng theo dõi một phóng sự ngắn để thấy được là thực trạng mua bán và sử dụng kháng sinh hiện nay đang diễn ra như thế nào mắc uống rồi Bây giờ ho nhiều cũng mua được Đi mắc tốt Sáng về chuẩn bị Đây mình có cái này Mình có buồn ngủ không? Không, không còn không. Việc, ngày, tối việc, ngày, cho vài, ngủ Mình có buồn ngủ không? Không cần đơn thuốc, chỉ cần mô tả triệu chứng và có tiền là bất cứ ai cũng có thể mua được kháng sinh ở bất cứ hiệu thuốc nào. Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, trong tổng số gần 3.000 nhà thuốc được điều tra, thì phần lớn kháng sinh được bán mà không cần đơn, trong đó 88% là ở thành thị, 91% ở vùng nông thôn. Nếu bệnh thì đó là nhiều khi là nó nếu là bệnh ở đơn giản thì mình, nhìn, mình chọn giải pháp tiện thôi, đơn giản cầm cúm có thể là mình mua thuốc về mình uống được mà mình uh, bác sĩ uh, tư nhân thì được. Uh, cũng nói thế về người bán thuốc thì là bây giờ bệnh như thế thì người ta bán cho nếu mà không nghĩ không thấy đỡ không vớt thì ra bệnh viện. Kháng sinh vốn là thứ phải được kê đơn và được bán theo đơn. Nhưng hiện nay người Việt đang hồn nhiên mua như mua mớ rau ngoài chợ mà không biết hệ lụy đằng sau nó là gì. À, vâng thưa bác sĩ Nguyễn Vũ Trung. Ở đây thì à, bác sĩ có thể thấy là một vài những cái loại thuốc kháng sinh mà chúng tôi à, đã mua được trong cái phóng sự vừa rồi và phóng viên của chúng tôi khi mà thực hiện phóng sự này thì đã rất dễ dàng để có thể mua được và có lẽ là cái việc mua bán này cũng rất là đơn giản à, diễn ra hàng ngày của chúng ta đúng không ạ? Ông có thể à, cho biết là ông nghĩ gì về cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh một cách bừa bãi như thế này hiện nay ạ? À, rõ ràng rằng cái việc sử dụng kháng sinh bừa bãi như trong phóng sự vừa rồi là không được làm. Vì chúng ta được biết rằng là khi có bệnh chúng ta phải đến cơ sở y tế để bác sĩ khám bệnh, theo dõi các triệu chứng lâm sàng, làm các cái xét nghiệm và kê cho chúng ta cái đơn kháng sinh dùng một cách hợp lý. Vâng, à, tôi thấy là cũng có nhiều bác sĩ thì đã chia sẻ cái câu chuyện là khi mà họ tiếp nhận những cái bệnh nhân vào trong viện để điều trị thì gia đình có nói là ở nhà thì đã điều trị bệnh bằng một vài những cái loại kháng sinh nào đó rồi nhưng không khỏi và cái tình trạng này thì nó chiếm đến 80 đến 90% và khiến cho tình trạng của các bệnh nhân khi mà vào viện thì nó đã bị méo mó đi rồi và các bác sĩ thì khi đó cũng tức là cũng có thể rất là khó để có thể kiểm soát được bệnh và điều này thì nó dẫn đến cái tình trạng nguy hiểm như thế nào cho các người bệnh. ạ? À, đúng như vậy khi mà chúng ta dùng kháng sinh trước ở nhà thì các cái triệu chứng lâm sàng nó không còn điển hình nữa và như vậy là khi bác sĩ thăm khám sẽ rất khó xác định được đấy là cái bệnh tật gì và đương nhiên khi chúng ta dùng kháng sinh không hợp lý như vậy thì cũng có những các cái hệ lụy kèm theo vì chúng ta cũng không hiểu biết chính xác được cái việc dùng kháng sinh như thế thì liệu thế nào và thời gian dùng kháng sinh như thế nào vâng, tôi thấy rằng là đôi khi mình cũng không chủ động được ở trong cái việc là mình có thể dùng thuốc hay không thôi. Nếu mình đi mua đôi khi mình cũng không biết là người mua người ta cho mình cái thuốc gì chỉ nói rằng là tôi bị triệu chứng như thế này như thế kia và người ta kê cho ba bốn cái vỉ thuốc rồi về nhà uống như thế nào thì uống thôi. Chứ bản thân người dùng đôi khi cũng không biết là mình đang uống kháng sinh thậm chí là có thể là kháng sinh với cái cái liều lượng rất là cao. À, tôi thì có con nhỏ nên cũng khá là quan tâm tới những cái diễn đàn về sức khỏe và tôi được thấy tôi được uh, những cái người bạn khuyên rằng là nếu mà cháu có bị ho hay là bị ốm ấy, uh, thì tốt nhất là để ở nhà rồi tự nó sẽ khỏi hoặc cho nó uống nước mật ong với nước chanh gì đó ngâm với lệ chanh ngâm với mật ong hơn là đưa đến bác sĩ bởi vì rất có thể là nhiều bác sĩ sẽ kê cho kháng sinh và điều này thì sẽ làm hại cho các cháu không biết là phải giải quyết cái mâu thuẫn này như thế nào à, theo tôi cái suy nghĩ đấy cũng không đúng bởi vì khi mà chúng ta có các cái biểu hiện bất thường về sức khỏe hoặc là người nhà chúng ta có các biểu hiện bất thường về sức khỏe như vậy, chúng ta nên đến các cái cơ sở y tế để được các bác sĩ và nhân viên y tế thăm khám. Còn việc chỉ định dùng kháng sinh hay không là do cái thực tế cái tình trạng bệnh như vậy và không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đến bệnh viện thì phải dùng kháng sinh. Mà ở đây nó phụ thuộc vào cái bệnh tật của chúng ta và tôi tin rằng là cái việc thăm khám như vậy sẽ rất tốt cho sức khỏe của bản thân chúng ta cũng như là người nhà của chúng ta. Vâng. Vâng, cảm ơn bác sĩ và chúng ta sẽ tiếp tục và trao đổi trong phần sau. À, thưa quý vị và các bạn, thì kháng sinh là một loại thuốc thì được dùng để điều trị các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra. À, tuy nhiên thì việc tự ý mua thuốc kháng sinh và tự điều trị hoặc là sử dụng kháng sinh không đúng với hướng dẫn của bác sĩ thì sẽ làm cho tình trạng bệnh và tình trạng kháng thuốc trở nên vô cùng nguy hiểm và thậm chí rất nhiều người bệnh thì đã rơi vào phương à, vào cái tình trạng là vô phương cứu chữa bởi vì là họ đã dùng kháng sinh một cách tùy tiện quá và những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại các bệnh viện sau đây thì có thể sẽ khiến cho nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ. Phát hiện mắc viêm gan từ một năm trước nhưng khi thấy bệnh tình ổn định. Người phụ nữ này đã tự ý ngừng thuốc. Chỉ vài tháng sau, chị đã phải nhập viện. Với việc điều trị khó khăn hơn, khi bác sĩ phải thay thế các loại kháng sinh liều cao hơn và đắt đỏ hơn. Còn bệnh nhân này mỗi ngày phải uống 6 loại thuốc đặc trị kèm theo 3 loại thuốc bổ. Dù đã có bảo hiểm y tế nhưng mỗi tháng chị vẫn phải bỏ ra hơn 3 triệu đồng để điều trị bệnh lao kháng thuốc trước điều kiện kinh tế không có thì em dùng được 2 tháng thì em dừng ở chồng không có điều kiện. Nhiều người tưởng rằng kháng sinh chữa được bách bệnh, nên hễ bị bệnh là dùng kháng sinh, bởi việc mua kháng sinh hiện nay rất dễ. Cũng có những người dùng kháng sinh theo kiểu nửa vời, và hậu quả là tiền mất, tật mang. Hiện nay ở nước ta, đại bộ phận các bác sĩ và bệnh nhân đều dùng kháng sinh thế hệ bạc trong khi các kháng sinh của thế hệ 1 đã bị kháng rất nhiều thì tới đây kháng sinh thế hệ 3 cũng sẽ bị kháng thì Việt Nam sẽ sử dụng kháng sinh thế hệ nào một khía cạnh nữa cũng cần phải nhận thấy là những các cái vi khuẩn mà kháng kháng sinh nó lại có độc lực rất cao do sự biến đổi về di truyền mà hiện nay cái tình trạng nhiễm trùng trong bệnh viện đó là một vấn đề rất lớn. Dùng kháng sinh không đúng sẽ có hại. Một điều tưởng chừng ai cũng hiểu nhưng không phải ai cũng làm đúng. À, thưa bác sĩ Nguyễn Vũ Trung, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy một vài những cái trường hợp của các bệnh nhân thì à, đã bị cái lạm dụng tình trạng kháng sinh và đã dẫn đến cái tình trạng như thế nào. Vậy thì thực tế trong quá trình mà à, bác sĩ điều trị tại bệnh viện của mình thì ông đã từng gặp một cái trường hợp cụ thể nào những cái, trường, những cái bệnh nhân đã bị như vậy hay chưa? trong thực tế cũng có những trường hợp như vậy à, chúng tôi nhớ lại rằng là cũng có cái bệnh nhân à, khi mà bị một cái nhiễm trùng ngoài da thì à, tự đi điều trị và sau đó thì cái tình trạng nhiễm trùng trở nên rất là nặng và trở thành nhiễm khuẩn huyết và chúng tôi cũng điều trị cũng rất là vất vả thời gian kéo dài và vô cùng tốn kém và đấy cũng là một cái hậu quả rất là dễ thấy đối với việc mà chúng ta lạm dụng và tự điều trị trong những trường hợp như vậy vâng với những cái phân tích vừa rồi thì tôi hoàn toàn đến thời điểm này có thể hiểu được cái cái câu nói của cái vị bác sĩ mà tôi đã kể ở cái đầu chương trình của chúng ta đó là à, vị bác sĩ đó đã nói với tôi là kháng sinh là một cái con dao hai lưỡi và nó hoàn toàn có thể phản bội lại chính chúng ta vậy thì bác sĩ có thể cho biết lý do vì sao mà những người dân Việt Nam của chúng ta hiện nay lại à, thiếu kiến thức và thiếu ý thức đến như vậy trong việc sử dụng kháng sinh hay không à, có một bộ phận người dân thì chưa hiểu hết được cái tầm quan trọng của việc à, khám chữa bệnh và tuân thủ các cái chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là dùng kháng sinh. Vì không hiểu hết được cái lợi, cái hại của việc dùng kháng sinh như vậy, cho nên là dùng kháng sinh bừa bãi và dùng kháng sinh như vậy sẽ dẫn đến các cái hiệu quả, hậu quả rất là nghiêm trọng, không những đối với bản thân mình và đối với cả cộng đồng nữa. Vâng. vâng, cái xu hướng hiện nay thì mọi người đang rất là nhiều người tin vào bác sĩ Google có là cứ bị bệnh gì là có thể tra ở trên mạng và nhiều người có thể cho rằng là mình tự cho mình là bác sĩ nữa Rồi chia sẻ với cho nhau những cái kinh nghiệm chữa bệnh theo kiểu là một là truyền miệng hay là người này bị bệnh dùng thuốc này khỏi và tôi cũng có thể dùng cái thuốc như vậy. Và tôi nghĩ là cũng là một cái nguyên nhân khiến cho cái tình trạng mà mọi người có thể dùng thuốc một cách tùy tiện như vậy. À, tôi được biết là trong cái tuần lễ uh, về uh, truyền thông về phòng chống kháng uh, kháng sinh thì chính bản thân các bác sĩ các bệnh viện thì cũng phải ký cam kết là phải dùng kháng sinh có trách nhiệm hơn. Và tôi được biết là bệnh viện Việt Đức là bệnh viện đầu tiên trực thuộc Bộ Y tế thì tiến hành uh, ký cam kết này. Thì uh, là một người ở trong ngành thì ông có thể đánh giá một cách hết sức là khách quan hiện nay thì cái tình trạng mà các bác sĩ sử dụng kháng sinh không đúng cho các bệnh nhân thì diễn ra như thế nào? À, rõ ràng rằng là việc sử dụng kháng sinh hợp lý không phải là cái việc mà chỉ đối với bệnh nhân mà nó còn là một cái việc liên quan tới cả cán bộ y tế và dược sĩ. À, nếu có những trường hợp mà bác sĩ kê đơn kháng sinh không hợp lý như vậy thì như vậy là bác sĩ đó cũng chưa làm hết cái trách nhiệm của mình và chính vì lý do đó trong cái tuần lễ truyền thông về sử dụng kháng sinh hợp lý đấy thì bộ y tế cũng có yêu cầu các cơ sở y tế đặc biệt là các bác sĩ cũng ký các cái cam kết là thực sự cần thiết thì mới chỉ định dùng kháng sinh cho bệnh nhân. ở bệnh viện của ông thì sao? ở bệnh viện chúng tôi cũng đã ký cam kết trong tuần vừa rồi và chúng tôi cũng đã quán triệt đấy tất cả các bác sĩ và nhân viên y tế là phải thực hiện rất là nghiêm chỉnh cái chỉ đạo này và hơn hết ý, chúng ta là bác sĩ thì chúng ta phải hoàn toàn gương mẫu và đấy chính là cái trách nhiệm của những người làm công tác y tế đối với lại người dân. Vâng, một bác sĩ thì chia sẻ với chúng tôi rằng là ông ấy đã đóng giả là bệnh nhân để đi mua thuốc Và ông ấy có đặt yêu cầu với nhà thuốc là mua 1.000 viên kháng sinh Và nhà thuốc thì cũng có nói rằng sẽ có ngày và gọi điện cho những cái cửa hàng khác Cái điều này hoàn toàn trái ngược với lại ở các nước phương Tây Khi mà chúng ta không thể mua được kháng sinh nếu mà chúng ta không có đơn Tại sao nó có sự khác biệt như như vậy? À, trước hết thì nếu mà nhà thuốc mà bán thuốc à, theo cái cách như vậy Thì đây là một cái trách nhiệm rất lớn của cái nhà thuốc đó à, Chúng tôi nghĩ rằng là việc nhận thức à, cái việc bán thuốc làm sao cho nó hợp lý và đúng theo đơn À, đây là trách nhiệm của những cái người à, dược sĩ và chúng tôi nghĩ rằng là à, các cái nhà thuốc hãy coi cái việc bán thuốc cho người dân ấy thì nó như là bán thuốc cho những người thân yêu nhất của mình và hãy thương yêu họ như thương yêu chính bản thân mình à, còn ở các nước đã phát triển thì như chúng ta đã biết ấy, thì họ có một cái bề dày à, của cái việc quản lý rồi truyền thông thế rồi ý thức của cả người dân cả cộng đồng à, qua một cái thời gian thì cũng khá là cao vâng. và như vậy là chúng ta sẽ à, cần phải tiếp tục hơn nữa cái việc mà à, làm sao cho tất cả mọi người đều thấy được cái vai trò của việc sử dụng kháng sinh một cách hợp lý. Vâng, à, vậy thì chúng ta có thể làm được giống như các nước phát triển đó là kiểm soát được cái việc à, sử dụng kháng sinh để một cách đúng cách hay không? Và nếu có làm được thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu ạ? Tôi à, nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. À, tuy nhiên thì cũng cần phải một à, cái thời gian và đây là một cái việc mà không riêng gì của ngành y tế và cần cái sự vào cuộc của rất nhiều các cái bộ ban ngành à, đặc biệt là từ người dân và cả cộng đồng à, chúng ta có thể có nhiều các cái khía cạnh ví dụ từ công tác truyền thông từ các cái quy định từ các cái chế tài rồi tuyên truyền vận động nhận thức và như vậy chúng tôi nghĩ rằng là trong một thời gian nữa thì chúng ta sẽ đưa cái việc sử dụng kháng sinh hợp lý nó vâng. trở thành một cái vấn đề gì là không riêng của ngành y tế mà là một cái vấn đề nhận thức của cả cộng đồng. Vâng, tức là chúng ta phải bắt đầu từ cái việc truyền thông cho người dân hiểu về tác hại của cái việc sử dụng lạm dụng như thế nào đúng không ạ? Vâng. Rất cảm ơn những ý kiến chia sẻ của Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Vũ Trung trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay vâng thưa quý vị và các bạn một bộ phận người dân việt nam của chúng ta thì vẫn đang tự cho mình là những người bác sĩ có thể tự kê đơn mua thuốc hay là sử dụng kháng sinh tràn lan thì đã trở thành một thói quen à, tác hại lâu dài của việc sử dụng bừa bãi này đó là tình trạng kháng thuốc kháng sinh gây nên các bệnh nguy hiểm khác và hy vọng rằng qua câu chuyện trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay thì quý vị và các bạn sẽ có thêm được một góc nhìn mới về việc sử dụng kháng sinh cho mình và cho cả những người thân của mình để kháng sinh sẽ là thuốc chữa bệnh chứ không phải là gây thêm bệnh tật cho chúng ta vâng một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ uh, nguyễn vũ trung thưa quý vị và các bạn thời lượng của chào buổi tối ngày hôm nay đến đây cũng là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt